trân trọng kính chào quý vị. Quý vị đang đến với bản tin 11:30 của báo Người Lao Động. Hôm nay thứ hai, ngày 11 tháng 12, kính mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin đáng chú ý ngay sau đây. Thưa quý vị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước đến Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 12, theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân. Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai cho biết đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ ba của ông Tập Cận Bình trên cương vị người đứng đầu đảng và nhà nước Trung Quốc, diễn ra vào thời điểm rất có ý nghĩa, đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, là sự nối tiếp các hoạt động giao lưu cấp cao giữa hai đảng, hai nước từ sau chuyến thăm lịch sử tới Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 30-10-1 tháng 11 năm 2022, thể hiện sự coi trọng của đảng và nhà nước Trung Quốc và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đối với quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Trong chuyến thăm, lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước sẽ đi sâu trao đổi các định hướng lớn, toàn diện về việc làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, phát huy truyền thống giao lưu giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước nhằm củng cố hơn nữa tin cậy chính trị, tích cực thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần đưa quan hệ song phương bước sang giai đoạn phát triển mới thực chất hơn, hiệu quả hơn. Kế thừa truyền thống hữu nghị và thông lệ giữa hai bên, đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng chuyến thăm sẽ dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sự tiếp đón đặc biệt, thắm tình hữu nghị, đồng chí anh em. Theo đại sứ Phạm Sao Mai, Việt Nam và Trung Quốc có quan hệ truyền thống hữu nghị lâu đời, được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công xây dựng và vun đắp. Thời gian qua, quan hệ Việt Trung tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định, có những bước tiến triển mới, đặc biệt sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2022, chuyến thăm đã tạo xung lực mạnh mẽ để hai nước không ngừng củng cố và tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện, tạo nền tảng thuận lợi đưa quan hệ Việt Trung bước sang giai đoạn phát triển mới, toàn diện và bền vững. Đại sứ Phạm Sao Mai cho rằng trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp hiện nay, chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chắc chắn sẽ tạo thêm động lực làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, tạo cơ sở để các cấp, các ngành hai bên tích cực đi sâu và mở rộng quan hệ hợp tác, đem lại lợi ích thiết thực cho hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước. Sáng ngày 11 tháng 12, Công an tỉnh Quảng Nam thông tin về vụ việc đối tượng tâm thần dùng cây sắt nhọn đâm một người đàn ông tử vong trên địa bàn. Thông tin ban đầu, khoảng 16 ngày 10 đến 12, tại khối phố Thanh Tây, phường Cẩm Châu, thành phố Hội An, anh Tống Quốc Tê, 38 tuổi, ở thành phố Hội An, bị nghi phạm Võ Đức Hân, 38 tuổi, ở thành phố Hội An, dùng cây sắt nhọn hành hung. Nhận tin báo, Công an thành phố Hội An phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương có mặt tại hiện trường để khống chế đối tượng. Lực lượng công an cũng nhanh chóng lấy thông tin, khám nghiệm hiện trường, xác định ban đầu nghi phạm Hân là người bị tâm thần. Hiện nghi phạm Hân đã bị lực lượng công an tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra. Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, 1.500 giường là công trình trọng điểm của tỉnh này nhưng đến nay vẫn chưa đưa vào hoạt động dẫn đến lãng phí, ảnh hưởng đến việc chăm sóc tốt sức khỏe cho người dân. Trước đó, tháng 6 năm 2023, tại buổi đi kiểm tra tiến độ dự án này, ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư tỉnh ủy Bình Dương, đã nhấn mạnh Bệnh viện Đa khoa 1.500 giường là công trình quan trọng của tỉnh, do vậy phải quyết tâm bằng mọi giá không để dự án kéo dài thêm. Trước mắt, tỉnh sẽ thành lập tổ chỉ đạo để thường xuyên theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo xử lý những vấn đề phát sinh, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án. Bí thư tỉnh ủy Bình Dương đề nghị, đến tháng 11 năm 2023, công trình phải hoàn thành tất cả các gói thầu để vận hành thử trước, khi đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tuy nhiên, mới đây, chất vấn tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương, đại biểu lại băn khoăn về tiến độ cũng như thời gian vận hành của Bệnh viện 1.500 giường. Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Hồng Chương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương, cho biết công trình tòa nhà bệnh viện đã xây dựng được 92% khối lượng, trong năm 2024 sẽ xây dựng xong hết. Hiện tại đang bị vướng ở khối hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị y tế, tỉnh cũng đã yêu cầu nhà thầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ. Riêng khối mua sắm trang thiết bị y tế đang thẩm định chủ trương đầu tư do phải thay đổi một số thiết bị, máy móc cho phù hợp. Dự kiến, trong quý 1 đến 2024 sẽ hoàn thành tất cả các khối công trình bệnh viện, quý 2 đến 2024 sẽ lắp đặt tất cả các trang thiết bị và bàn giao chạy thử công trình, trong khoảng quý 3 đến 2024 sẽ bàn giao cho ngành y tế sử dụng. Thưa quý vị,
Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm đối với vàng nhẫn, vàng SJC khi giá vàng thế giới đi xuống. Sáng ngày 11 tháng 12, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng SJC mua vào 73 triệu đồng một lượng, bán ra 74 triệu đồng một lượng, giảm 100.000 đồng một lượng so với hôm qua. Tập đoàn Doji chào mua vàng SJC ở mức giá thấp nhưng lại bán ra cao hơn. Cụ thể, công ty này niêm yết giá mua vào 72,8 triệu đồng một lượng và bán ra 74,1 triệu đồng một lượng. Công ty vàng My Hồng giao dịch vàng SJC mua vào ở mức 73,05 triệu đồng một lượng và bán ra tại 73,7 triệu đồng một lượng. Vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại được giao dịch quanh 60,6 triệu đồng mỗi lượng mua vào, 61,65 triệu đồng một lượng bán ra, giảm thêm 50.000 đồng một lượng so với hôm qua. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giảm nhẹ khi vừa mở cửa giao dịch. Lúc 9 giờ, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới ở mức 2.002 đô la Mỹ một ounce, giảm nhẹ 2 đô la Mỹ một ounce so với cuối tuần. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá niêm yết vào khoảng 58,9 triệu đồng một lượng, thấp hơn vàng nhẫn, vàng trang sức 2,7 triệu đồng một lượng. Giá vàng thế giới thấp hơn vàng SJC trên 15 triệu đồng một lượng. Quý vị đang nghe podcast 11h30 của Báo Người Lao Động, tiếp theo là phần tin quốc tế. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã mời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới một cuộc họp tại Nhà Trắng vào ngày 12 tháng 12. Theo Reuters, cuộc họp trên dự kiến thảo luận về cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga cũng như tầm quan trọng sống còn của việc Washington tiếp tục hỗ trợ Kiev phòng thủ. Nhà Trắng hôm ngày 10 tháng 12 cho biết, hai bên sẽ thảo luận về những nhu cầu cấp thiết của Ukraine giữa thời điểm Nga tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái ở Ukraine. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói rằng cuộc họp nhấn mạnh cam kết không thể lay chuyển của Mỹ trong việc hỗ trợ người dân Ukraine khi họ tự bảo vệ mình trước chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Văn phòng của ông Zelensky hôm ngày 10 tháng 12 xác nhận trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng nhà lãnh đạo Ukraine sẽ đến Washington vào ngày 11 tháng 12 và dự kiến gặp ông Biden trong khuôn khổ chuyến thăm bao gồm một loạt cuộc họp và cuộc thảo luận. Cụ thể, các vấn đề chính trong chuyến thăm của ông Zelensky sẽ bao gồm hợp tác quốc phòng giữa Mỹ và Ukraine, đặc biệt thông qua các dự án chung về sản xuất vũ khí và hệ thống phòng không, nỗ lực phối hợp giữa hai nước trong năm tới. Theo một trợ lý lãnh đạo Thượng viện Mỹ, ông Zelensky cũng được mời phát biểu trước các thượng nghị sĩ Mỹ vào ngày 12 tháng 12. Ngoài ra, nhà lãnh đạo sẽ có cuộc gặp riêng với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson. Reuters dẫn lời người phát ngôn của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Rashisa cho hay, thưa quý vị, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm ngày 10 tháng 12 và bày tỏ sự không hài lòng với quan điểm chống Israel do các đại diện của Nga đưa ra tại Liên Hiệp Quốc. Nga hôm mùng 8 tháng 12 đã ủng hộ một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc kêu gọi ngừng bắn giữa Israel-Hamas ở dải Gaza. Theo hãng tin Reuters, trong cuộc điện đàm với ông Putin ngày 10 tháng 12, ông Netanyahu cũng lên tiếng phản đối mạnh mẽ sự hợp tác nguy hiểm. Điện Kremlin nhấn mạnh Moscow sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ có thể để giảm bớt đau khổ cho dân thường và giảm leo thang xung đột tại Gaza. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hôm ngày 10 tháng 12 cho biết một phái đoàn giám sát quốc tế nên tới Gaza để theo dõi tình hình nhân đạo. Phát biểu trực tuyến tại một diễn đàn ở thủ đô Doha, Qatar hôm ngày 10 tháng 12, ông Lavrov cũng lên tiếng giải thích về mối quan hệ giữa Moscow và lực lượng Hamas. Ông Lavrov lý giải, Nga chỉ duy trì tiếp xúc với văn phòng chính trị của lực lượng này có trụ sở chính tại Qatar, và những liên hệ này giúp đạt được thỏa thuận thả con tin vừa qua. Theo cơ quan y tế Gaza, Israel bị chỉ trích vì thực hiện các cuộc không kích khiến hơn 1,9 triệu người, trong số 2,3 triệu cư dân phải sơ tán chỉ trong hơn 2 tháng qua, và làm chết hơn 17.487 người Palestine. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 11h30 ngày hôm nay. Ekip thực hiện chương trình Xuân Huy, Thanh Long xin chân thành cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Kính chúc quý vị một tuần làm việc hiệu quả và nhiều niềm vui. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.